Công ty Đại Phát Viễn Thông xin giới thiệu với quý khách bộ đồ nghề để ép kiến và sửa chữa. Đây là bộ đồ nghề full, bộ đồ nghề lớn. Thì quý khách ở đây bao gồm một miếng để mạch IC hoặc là hàng. Ở đây có một hộp nhựa thông, một cây nại, một cọng nhíp, một cái đồ để tắt iPad và một cái vít rất là nhiều đầu và một cái vít sao rất là nhiều. Có cây chổi và một cây dao để rạch. Đây là hàng chính hãng nên chất lượng rất là tốt. Cây kìm. Ở dưới đây có một cái đồ để đeo vào để nối đất, chống đoạn mạch. Một cái bình thấm xăng để lau. Thì sản phẩm được công ty Đại Phát cung cấp với giá thành siêu tốt. Mọi chi tiết quý khách vui lòng truy cập website daiphatviengthong.vn để đặt hàng. Xin cảm ơn.